tới rồi các bạn ơi, gần tới rồi. Anh leo lên làm gì anh? Nó bột quá kiếm cây cao su ăn Thôi cao su có gì đâu ăn anh. Đó, gần tới rồi. Có gì ăn mắn. Anh leo sao ghê luôn. Cái này có gì ăn không? Không, bữa nay em có mồi cho anh nè anh. Rồi, đây. Ok, để coi hưởng thức mồi gì. Dạ. Rồi, mời các bạn nha. Dạ. Là đây, em có mồi cho anh nè anh. Mồi gì em? Mồi mới mua của bạn em. Ừ, mồi gì vậy? Chân gà anh. Chân gà hả? Chân gà là con gà chặt cái chân ra đúng không? Mình ăn phần ngon rồi đó anh, tính ra cũng ngon chứ, mình chặt nguyên con gà. Món này kêu bằng món gì? Dạ. Món này mà kêu bằng món gì? Gà là kê đúng không? Ừ. Mà chân rồi là... kê chân. Hấp dẫn quá các bạn. Khui hàng ha, dạ, khen hùi. Cặp thổ. Cảm giác đầu tiên thơm mấy. Thơm. Chảy nước miếng. Cái này là thái á, nước thái luôn á. Ừ, chảy mồ hôi, chảy nước miếng luôn bạn ơi. Để em nặng lên miếng tắc nữa. Nặng lên đây cũng được, nặng lên đó cũng được. Còn chờ đợi gì nữa, tắc này tắc nhà hả? Tắc nhà em. Nhà người ta hả? Nhà em anh à. Xịt dữ mắng. Con nhỏ xịt quá. Xịt văng ướt luôn. Dắt lên cho các bạn xem. Rồi. Con cầm này đi chứ. Đẹp quá. Em cầm này. Dục đi. Rồi. Thưởng thức thôi. Thưởng thức thôi bạn ơi. Thôi, làm ăn. Để mình thưởng thức thôi. Một phần vậy là bao nhiêu mà? Dạ, phần này là 60 ngàn anh. À, 60. Là free ship luôn hả? Free ship luôn, bạn em nó làm. À, các bạn muốn ăn thì mình để link ở dưới các bạn. Ngon lắm nha. Ừ, xin mời tất cả các bạn nha. Thấm. Thấm, thấm ngon kìa. Ngon lắm á. Chấm thì muốn ớt không tiền. Chân gà này đó là chân gà công nghiệp. Dạ. Nó mình ăn có cảm giác nó mềm mà ngon lắm bạn. Ừ. Ngay ngay sột sột sột. Đúng rồi. Ăn uống xương để bỏ uống bạn. Ngay là ngon. Không có ăn. Bao ngon. Hồi nãy mình ăn cái đó, mình ăn cái này cho đủ luôn cái phần chân. Chua chua. Ừ, cái phần nước sốt á dạng như làm sốt gì chua ngọt á. Dạ. Hấp hái hay sao các bạn? Nó rất là ngon. Chân là mềm mà nó bự. Rất là hợp vệ sinh. Ok. Bắt bắt. Người ta làm hợp vệ sinh mà anh em mình ăn có vẻ không hợp. Tuyệt vời. Thôi mắt. Nó có chỗ ngâm xả nữa. Mà này là cái này ngon hơn đó chứ. Cái này nó có vị chua. Cay nữa. Vị cay he he nhẹ. Vị thơm của xả nữa. Có xả nữa. Có xả nữa. Thường tao ngâm xả luôn nữa. Ngon. Chấm với nước tắc luôn. Ngọt. Ăn quà nó ngắn nữa. Ngon ha. Nhiều. Cái phần chân nhiều ghê các bạn. 60 ngàn nha các bạn. 60k. Nào cần liên hệ thì cứ có link ở dưới. Lên dưới phần mô tả video. Hoặc mình à... mình ăn là mình trải nghiệm thực tế cho bạn xem. Ừ. Cảm giác như thế nào mình chia sẻ thật tình. Ngon thiệt. Ừ. Cái này là mà nhậu thì thôi nó cháy quá. Rượu bia thôi khỏi nói. Cái này trời nó trần chỉ mùa mưa rồi đó. Ừ. Cái này là nhậu. Cái này một mình ăn ngán á nha các bạn. Ừ. Nhiều quá. Nãy chứ ăn hột cao su mà không cho. Ngon thiệt mà. Ăn giòn. Nay cuối tuần một buồn miệng. Anh đòi ăn hột cao su nè. Bạn biết không, dịch bệnh khổ không có gì ăn hết đâu. Ăn chân gà. Mình ăn là mình ăn combo luôn. Anh em bào như cái máy. Ừ, ngon quá. Cái phần nước hết rồi. À. Chua. Chua chua ngọt ngọt. Hơn mùi xả, ớt cay, he he. Cái phần xả với ớt. Rất là vừa anh. Mình quay mà con ong nó cũng muốn vô hình rồi.
trung đồ ăn không các bạn. Thấy vô tới rồi kìa. Hiếu ăn luôn trái được. Rất là còn chưa già. Bữa nào già mình hái trái đó review các bạn nha. À xem. Nhiều lắm. Nó cây chục trái hơn. Nay mùa dịch bệnh nha, các bạn cũng ráng hạn chế ra được, hạn chế đừng ra đường. Ship bạn. Phải ship. Cho nên anh em tụi mình ăn cái kiểu này. Ship tại nhà, ship tới nhà luôn. Anh em còn học vệ sinh. Không có tiếp xúc đông người. Cái này mình ra giường mình ăn, nhà mình xuống giường. Bước ra mấy bước tới. Bả cháy một chết. Ớn thiệt á. Thương, còn mình hơi ớn á. Ngon quá các bạn ạ. Giờ còn 3 cái, giờ anh sao? Thôi kính lão được không được, em ăn cái này cho nhiều anh đó. Ok. Mà tất cả các bạn nha. Ăn y chân gà luôn. Giòn ngon. Được. Chân bự. Mà nếu mình làm gà ta thì nó... Gà ta không nổi đâu. Chứ nghe gà công nghiệp rồi dở mẹ. Gà ra thì nó có lợi cái hại khác. Ok. Ngon nhưng mà mình ăn có cảm giác là nó tươi. Chứ nó không có cái gì mà nó để lâu hay đúng là... Chứ nó không có cái vị mà tẩm bớt để lâu. Thịt cũng rất là cái phần chân nè, cái phần thịt, cái phần da nè, cái phần gân nè. Rất là tươi. Rất giòn. No luôn rồi nè. Ăn mà mồ hôi đổ. Ra chân luôn. Anh ăn đi. Chấm thêm đi. Ăn còn nhường nhau. Ăn còn có dành nhau. Đó là xem phần nước sốt. Giờ em nhường anh đó đó. Uống hết luôn không? Hết này căng lắm anh. Thử nha bạn. Chua ngọt ngọt. Nói chung là cay cay. Đây, cái hộp như thế này. Rất là vệ sinh. Cái hộp này nó ấy lắm, nó dai, chứ không phải là như cái hộp xốp. Nó chứa được cái phần nước bên trong là không có đổ. Trong quá trình vận chuyển không có đổ. À, thì các bạn cứ đặt. Mình để lên để lên dưới phần mô tả video. Mình cảm giác là mình ăn thấy là cái này là mình mua. Anh em mình đã mua rồi mình nó cho mình ăn thử, mình thấy nó rất là ok. Ok. Ngon nè. Chân dai, tươi, đảm bảo hợp vệ sinh. Rất là ngon. Đâu, chắc có lẽ là anh em tôi dừng video tại đây. Dạ. Nếu mà bỏ ra một phần 60k như thế này là không có phí uổng đâu nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Dạ. Xin chào.